Mạnh Tiến xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, được phát vào lúc 23 giờ hàng ngày. Sau đây là những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, qua một buổi diễn ra sôi nổi, vòng chung kết xếp hạng cuộc thi thuyết trình kể chuyện về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Theo đánh giá của ban tổ chức cuộc thi, hầu hết các thí sinh đã lựa chọn những bài thuyết trình, câu chuyện kể đúng chủ đề ban tổ chức đưa ra, qua đó rút ra được bài học ý nghĩa cũng như liên hệ thực tế tại cơ quan đơn vị công tác. Nhiều thí sinh thuyết trình kể chuyện truyền cảm, tự tin, hấp dẫn, kết hợp với trình chiếu hình ảnh minh họa và nhạc nền, làm cho phần thi sinh động và có sức lan tỏa. Trải qua 3 phần thi, gồm xây dựng đề cương thuyết trình, nội dung câu chuyện, thuyết trình hoặc kể chuyện và phần thi trả lời câu hỏi của ban tổ chức, thí sinh Nguyễn Như Nguyệt đến từ Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên đã xuất sắc vượt qua 4 thí sinh còn lại giành giải nhất chung kết cuộc thi. 2 giải nhì đã thuộc về các thí sinh Vũ Thị Cúc đến từ Đảng bộ Sở Y tế và thí sinh Nguyễn Thị Hằng đến từ Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. 2 giải ba thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Huệ đến từ Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh và thí sinh Đoàn Thị Hồng đến từ Đảng bộ tỉnh đoàn. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao 12 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt hạng nhì và hạng ba ở vòng bảng cuộc thi. Sáng ngày 28 tháng 8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và hoạt động chữ thập đỏ trường học năm học 2023-2024. Nhìn chung, công tác hội và hoạt động chữ thập đỏ trường học năm học 2023-2024 được duy trì và hoạt động tốt. Trong năm học 2023-2024, tổng giá trị công tác xã hội nhân đạo đã trợ giúp hơn 180.000 lượt người, trị giá hơn 63,5 tỷ đồng, vận động hiến máu được 2.814 đơn vị. Trong phát biểu chỉ đạo, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh mong muốn phát huy hoạt động xã hội và phong trào hiến máu tình nguyện trong nhà trường. Hội nghị đã tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào chữ thập đỏ trường học năm học 2023-2024. Hội nghị là ký kết giao ước thi đua của 4 trường cao đẳng và trung cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thưa quý vị, vừa qua Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành khảo sát công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát cho thấy, nhiều biện pháp quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các địa phương đã được tăng cường. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân, thời gian qua, ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra quản lý đối với các hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm, mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm, tiêu hủy thực phẩm không đảm bảo an toàn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong cả người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Nhờ vậy, tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh vi phạm giảm đi đáng kể. Ý thức cộng đồng về an toàn thực phẩm ngày một nâng cao. Địa bàn Hòa Thành là cái thương mại dịch vụ là chủ yếu, do đó thì cái số lượng các cái cơ sở kinh doanh có liên quan đến cái an toàn vệ sinh thực phẩm là tương đối nhiều. Ngoài ra còn có chợ đầu mối Long Hoa là nơi cung cấp thực phẩm cho Hòa Thành và các vùng lân cận. Do đó là định kỳ thì ngoài cái kế hoạch được xây dựng từ đầu năm thì hàng quý thì Hòa Thành đều có tổ chức các cái đợt kiểm tra nhân các cái lễ hội trên địa bàn, cũng như là cái đảm bảo cho cái việc thức ăn của các cái hộ sản xuất kinh doanh nó được đảm bảo. Qua kiểm tra thì chúng tôi cũng đánh giá được còn một số cơ sở chưa đảm bảo cái điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, thì đoàn cũng đã có hướng xử lý và xử phạt các cơ sở theo quy định. Ngoài ra thì qua công tác thanh kiểm tra thì đoàn cũng đã tuyên truyền nhắc nhở đến các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện các nghị định, các thông tư mới được ban hành để các cơ sở áp dụng trong quá trình kinh doanh sản xuất. Có thể thấy, an toàn thực phẩm luôn là vấn đề thời sự được toàn xã hội quan tâm, bởi có những tác động trực tiếp tới chất lượng cuộc sống, sức khỏe và tính mạng của người dân. Chính vì vậy, bên cạnh những nỗ lực trong quản lý, kiểm tra, giám sát của các ngành chức năng, mỗi người cũng cần nâng cao nhận thức,
có trách nhiệm chung trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan nghệ thuật đơn ca tài tử và không gian đơn ca tài tử tỉnh Tây Ninh năm 2024 đã chính thức khép lại với lễ tổng kết trao giải diễn ra vào tối 27 tháng 8. Theo ban giám khảo, nhìn chung, các đội đều có những bài ca gắn liền với 20 bài tổ, tạo nên không gian văn hóa thật sôi nổi. Các tài tử đơn ca đều có sự thân thiết, kháng khích với nhau, tạo nên những bài ca có cảm xúc, góp phần duy trì lan tỏa giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Kết thúc liên hoan, giải A thuộc về đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Tây Ninh. Đây cũng là những tài tử đại diện của tỉnh Tây Ninh tham gia liên hoan đơn ca tài tử toàn quốc năm 2025. Sáng ngày 28 tháng 8, đồng chí Võ Văn Dũng, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy đến dự lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại thị ủy Trảng Bàng. Tại buổi lễ, bí thư thị ủy Võ Văn Dũng trao quyết định luân chuyển đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường Lộc Hưng vào ban chấp hành, tham gia ban thường vụ, giữ chức phó bí thư thường trực đảng ủy phường Gia Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Dũng, bí thư thị ủy mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Hoàng trên cương vị công tác mới, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác, kinh nghiệm, xây dựng đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt công tác được giao, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh. Thưa quý vị, đề án 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao, giảm phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 có ý nghĩa quan trọng đối với ngành nông nghiệp Việt Nam. Một trong những khó khăn khi triển khai đề án chính là vấn đề tài chính. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và nhiều hiệp hội tổ chức lúa gạo cho biết, vốn cho sản xuất là khó khăn lớn nhất của các hợp tác xã, doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh lúa gạo, đặc biệt là những đơn vị đang tham gia vào đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao tại đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, trước nhu cầu mua sắm trang thiết bị mới, phục vụ sản xuất. Tổng nhu cầu vốn đầu tư đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao khoảng 11.800 tỷ đồng, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế. Nguồn lực của từ bà con nông dân, nguồn lực của hợp tác xã, nguồn lực của các doanh nghiệp thì chúng ta thấy rằng là nó cũng đủ đáp ứng cho cái việc mà chúng ta mong muốn thay đổi lâu dài. Vì thế cần phải có một cái sự tác động nhiều hơn từ nhiều phía, từ các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, các tổ chức quốc tế, các ngân hàng trong nước, nước ngoài, v.v. Miễn đáp ứng được cái mục tiêu mà chúng ta canh tác giảm phát thải, tăng trưởng xanh. Chúng tôi có thể hỗ trợ tối đa giảm 1%. Tối thiểu 1% lãi suất cho các cái hộ nông dân, người nông dân cũng như các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia trong chuỗi đề án 1 triệu hecta lúa gạo này. Đồng thời về thủ tục thẩm định giải ngân thì cũng rất là nhanh, bởi các cái những người tham gia trong đề án này đã đều được các cái tỉnh, thành phố cũng như Bộ Nông nghiệp Nông thôn xác nhận là trực tiếp tham gia đề án. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến trình Chính phủ cho phép vay 9.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Thế giới. Ngoài ra, rất nhiều tổ chức quốc tế đang sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện đề án này. Vấn đề còn lại là sự sẵn sàng của Việt Nam để làm nên hiệu quả thực sự của chuỗi giá trị lúa gạo phát thải thấp. Bệnh viện Bạch Mai đã đề xuất Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ xây dựng một trung tâm cấp cứu đa năng 9 tầng mang quy mô lớn nhất Đông Nam Á, đáp ứng 600 đến 800 lượt khám mỗi ngày. Nếu trung tâm cấp cứu được xây dựng, sẽ trở thành xương sống của hệ thống y tế miền Bắc, kết nối với 35 bệnh viện tỉnh, 200 bệnh viện huyện, mạng lưới bệnh viện tư nhân, chuyên khoa, hệ thống cấp cứu 115 Hà Nội và các đơn vị cấp cứu ngoại viện khác. Không chỉ đảm bảo cấp cứu người bệnh, phát triển các kỹ thuật cao, trung tâm còn phát triển công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ tuyến dưới, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, ngày 27 tháng 8, ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, thông báo đã đạt được thỏa thuận với ứng cử viên của Đảng Dân chủ Kamala Harris về cuộc tranh luận do kênh truyền hình ABC chủ trì vào ngày 10 tháng 9 tới. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết hai bên đã nhất trí rằng các quy tắc đối với cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9 sẽ giống các quy tắc trong cuộc tranh luận trên CNN tháng 6 vừa qua giữa ông và Tổng thống Joe Biden.
trước khi ông Biden từ bỏ cuộc đua. Theo ông Trump, ABC đã đảm bảo với ông rằng cuộc tranh luận sắp tới sẽ công bằng và bình đẳng, trong đó không bên nào được cung cấp trước câu hỏi và các ứng cử viên không được mang theo giấy ghi chép. Tối 27 tháng 8 theo giờ Mỹ, nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây là Twitter, đã bất ngờ gặp trục trặc và gây gián đoạn hoạt động đối với hàng chục ngàn người dùng. Chuyên trang theo dõi sự cố máy tính Dow Detector.com cho biết, công ty này đã ghi nhận hơn 36.500 báo cáo về sự cố này của X tại Mỹ trong lúc cao điểm, hơn 3.300 báo cáo tại Canada và 1.600 báo cáo tại Anh. Nhiều người dùng tại Ấn Độ cũng không đăng tải được các bài viết mới. Hiện X chưa đưa ra thông báo liên quan sự cố này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.